Hiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì Hiệp xin review và gửi đến anh chị là một cái farm là đã đi vào hoạt động lúc trước. Còn nay thì chủ bỏ bê rồi ha. Còn cái farm này á thì lúc mà khi mà hoàn thiện rồi á thì rất là đẹp. Từ điện đài cho tới những cái trang trí nữa, trang trí và cỏ cây ha. Còn nay á thì chủ nhà mình bỏ bê rồi. Cái farm này á nằm ở xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Những anh chị nào mà mình chưa có quen thuộc địa lý á, thì mình coi trên kênh em có để dưới phần mô tả ha. Cái lúc trước thì em đã review nguyên cả xã Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Nhân Cơ, là cho có một cái video review riêng rồi ha. Em sẽ để dưới phần mô tả cho anh chị mình tham khảo ha. Còn cái farm hôm nay em giới thiệu anh chị á, thì nó nằm ở xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Từ cái khoảng cách này á thì mình di chuyển ra ngoài chỗ khu điện máy xanh hoặc chợ Bách Hóa Xanh, ở ngay chỗ trung tâm của xã Nghĩa Thắng á, thì đâu đó khoảng tầm có hơn một cây số một chút thôi anh chị. Thì sau đây á, thì em xin review mặt dưới cho anh chị mình có cái nhìn tổng quan ha. Cái sản phẩm này là thích hợp cho anh chị nào á, thì mình mong muốn là cứ cuối tuần á thì mình mang gia đình, bạn bè mình về đây mình chơi, hoặc là mình đầu tư về lâu dài á. Tại vì sản phẩm này cơ bản là đã hoàn thiện rồi. Hiệp xin chào mọi người ha. Hôm nay thì Hiệp xin tiếp tục review cho anh chị một cái farm ạ. Cái farm này nằm ở xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông anh chị. Là cái từ cái vị trí Hiệp đang đứng đây này là mình di chuyển khoảng cỡ tầm ở chỗ này mình di chuyển 500m thôi. Là mình ra mình đụng đường ở tỉnh lộ 685 rồi nha anh chị. Là cái mặt nhựa này từ đây thì mình đi về ngay chỗ thị trấn Kiến Đức thì hết là 18 cây. Nếu anh chị nào mình đi ở Sài Gòn mình lên á thì tới ngay chỗ BOT cây chanh á, mình rẽ phải vào ha, rẽ phải đường 685 vào thì mình chạy vào đây á thì mình hết là khoảng cỡ tầm 31 cây à. Còn cái hôm nay cái mảnh đất mà em giới thiệu cho anh chị á, lúc trước là một cái farm mà đã hoàn thiện rồi, đã hoạt động rồi nha anh chị. Còn bây giờ thì chủ nhà mình á là cần tiền cũng bỏ bê nên là cần bán lại cái farm này ạ. Cái đất ngày hôm nay em giới thiệu anh chị á là có là 10 mét mặt nhựa này anh chị ha. Là cái ranh á bắt đầu từ cái cây sung này nè, mình kéo đi ngang qua chỗ này là 10 mét là một sổ riêng biệt nha anh chị. Tới cái gốc này là tới cái bờ đất này, chỗ này có cái trụ này ha. Đi ngang qua 10 mét này, chỗ này á thì cái đi vô khoảng sâu khoảng cỡ tầm 20 đến 25 mét á thì chủ nhà mình cũng đã có gia cố mình làm nền rồi nha anh chị. Nó giống như nhà hàng xóm này, rất là bằng so với mặt đường ha. Ở đây thì còn cái bờ đất bên này cũng có ranh này anh chị, còn có nối tới một thửa đi ra phía sau này. Cái phần nền này nó cũng đã dắp suối rồi nha anh chị ơi. Xung quanh là nhà hàng xóm nè, con chào cô. Ở đây là đường đi xuống ở dưới phần dưới này, phần là nối tới một thửa phía sau này. Ở đây cái bờ đất mình đi vô có cái ranh này anh chị, là đất của mình á, là cái cục ở trên này là 10 mét nhân cho trong sổ là 39 nha anh chị ơi, có 200 mét thổ cư. Còn cái phía sau là cái cục phía sau á là hết là 361 ạ, là hai cái nối lại. Là cái ở khúc đầu cái khúc Nghĩa Thắng này anh chị thì sau này thì em sẽ làm nhiều hơn ở khúc này ha. Thì được là chỗ này á là nó gần cái những cái nút giao xuống cao tốc á, với lại là những khu vực này sau này nếu mà cái tuyến Đạo Nghĩa Quảng Khê nó nối á thì những khu vực này nó vẫn đông dân hơn, nó đông dân và phát triển hơn ạ. Cái tiềm năng ở đây cũng rất là nhiều, tại cái trong này thật sự là dân nó cũng đã đông sẵn rồi anh chị. Ở đây là khu vực của xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Cái phần đây anh chị là cái lô nền của mình á, là cái theo cái bờ đó xuống dưới đây ha, là cái ranh xuống dưới đây ha. Còn cái phần ao này là của người ta này, là bắt đầu là mình nối với cái lô nền mình ở trên á, 10m kìa, 10m 38 xuống. Nói chung thực tế đất ngoài thì nhiều hơn nha anh chị, nhiều hơn sổ nha. Nó ôm tới cái phần này là nối cái sổ thứ hai này, cái sổ mà 361 á. Và cái sổ này ở đây thì cái sổ 361 này thì vuông vức thì chủ nhà mình cũng đã đóng cọc và có gia cố rồi, gia cố suối, đào ao và ở trên kia trồng thông này. Cái đây ranh thì cứ theo cái đường suối thôi nhanh vậy. Còn đây điện đài thì kéo vô này này ha. Còn ở đây thì chỗ này thì chủ nhà mình có đào một cái ao. Nếu anh chị nào sau này mình làm hồ câu thì mình ở bên này ha. Cái chợ ở đây thì trước thì chủ nhà có vận hành kinh doanh, nhưng mà sau này thì chủ nhà mình bỏ bê rồi. Còn ở bên cạnh ao thì nhà mình cũng đã có trồng dừa và trồng dặm những cái cây cảnh rồi. Còn cái phần đây em sẽ đi tiếp lại em review cho anh chị phần suối ha. Phần suối phần đi lên đất ở dưới này đất sình mình cấp ba cái phần mà diện tích mà 361 này thì có
khoảng cỡ tầm 2 sào á, là 2 sào sình, khoảng tầm 2 sào sình nha anh chị. Còn đâu là còn một sào kia là thấy đất nghiêng nghiêng kìa như vậy ha. Nhưng mà trên đó thì mình nhìn xuống dưới đây, phần suối bao quanh ạ, hai phần suối này, và suối nó chia ra nữa này, này ạ. Cái phần được cái á, các khu vực đồng nghĩa này á, những cái suối này á, là suối cái á, suối cái này là nước rất là trong luôn nha anh chị, nước không bao giờ cạn á. Đây, còn cái hiện tại thì em đang bước qua bên cái cầu đây. Hồi xưa chủ nhà mình, em cũng không biết sao nha, hồi xưa chủ nhà mình cũng cho thuê anh chị, và xong cũng để cho đi cầu này luôn á. Được cái thì em cũng hay đi review, nên là có những cái cầu như thế này mà cầu khỉ như thế này đi thì đi hoài luôn á. Đây, em bước qua bên cái phần bên giáp suối mà có cái bungalow phía trên này ha. Chỗ này á thì chủ nhà mình trồng thông rồi nè, thông này trồng lâu năm rồi anh chị, hôm nay trồng khoảng cỡ tầm được năm thứ ba rồi đó. Còn ở bên này á thì nhà mình có đánh cái hàng lưới B40 này, riêng cái phần này hàng lưới B40 này ha, đi kéo dọc đi lên trên đụng tới cái phần trụ tiêu đó là có hàng lưới B40 kéo qua đi hết cái bungalow đó luôn, đi xong. Còn bên kia cũng có hàng ranh rồi anh chị. Còn cái về phần cái suối này á thì anh chị mình có thể mình trang trí này ha. Đây ạ, đây thì chủ nhà mình bỏ bê á, nên là chỗ này là chưa có vận hành được. Thì anh chị nào mà mình kết mảnh này á thì cứ sau này mình về mình dọn lại ha, mình bỏ ít chi phí mình dọn lại. Đây là sẽ chỗ này là sẽ đẹp hơn. Em cũng có cập nhật một vài cái hình ảnh ở lúc khi chủ nhà mình đang còn kinh doanh á. Ở đây á, cái đường đi lên á, chủ nhà mình có lát đá rồi nè, có lát đá đi lên. Em đang bước lên cho anh chị xem nè. Cái phần giáp chỗ này là có cái ranh mình giáp chỗ cái hàng cà đó nha anh chị. Cũng có bà rào nhưng mà do chủ nhà mình chôn trụ gỗ nên là chỗ này thì bị ngã rồi. Nhưng mà nếu anh chị nào thiện chí thì chủ nhà mình sẽ sang lại ạ. Còn ở đây là có một cái bungalow. Hồi xưa chỗ cái farm này em có cập nhật những cái hình ảnh lúc mà khi mà farm còn đang hoạt động á cho anh chị mình xem ha. Còn đây là một cái bungalow ở trên này nhưng mà cũng hư rồi, do là chỗ này thì kiến thì xưa là có trẻ con á chơi á, nó hơi phá tí. Đây bây giờ cái phần bungalow này á thì anh chị mình sửa sang lại ha, bungalow nhỏ thôi. Còn nền này ở trên này thì mình sửa sang lại là mình hoạt động được rồi. Còn cái góc nhìn ở trên này anh chị thì ở đây á thì mình nhìn được phía nhà dân bên kia, và phần nguyên cái phần đất mình phía dưới này. Cái chỗ này á thì hồi xưa em cũng đã quay rất là nhiều cái video để mà giới thiệu ở khu vực trong này rồi anh chị. Ở đây là khu vực đạo nghĩa này, ở khu vực Nghĩa Thắng ha, ở Quảng Thuận, là gần những cái tiện ích như là điện máy xanh và chợ Nghĩa Thắng. Còn cái phía bên kia là phía nhà dân của mình này ha, dân ở đây anh chị mình quan sát trên cam cũng thấy dân rất là đông luôn. Đây có phía dân này ha. Còn cái phía ở đây thì mình nhìn ở trên này á, là góc nhìn ở trên này mình nhìn xuống á thì cái phần mình chủ nhà mình cũng thấy đất lai á, chủ nhà mình đã thiết kế cái đã trồng thông để cho giữ đất rồi, và cái phần suối chỗ này suối nước chảy ở giữa đất mình đây, có cái ao xong tới suối này. Còn cái phần này giả sử như anh chị sau này muốn đẹp hơn anh chị thì cái phần suối đất này ha thì mình bắt đầu là mình trang trí suối lại ạ, nói chung mình làm sạch cỏ đi rồi xong bắt đầu mình trải sỏi, mình trang trí suối chỗ này lại thì nó đẹp hơn anh chị ha. Còn phía ao này, còn phía đường vô của mình kia dân nè. Không vậy, về mọi thông tin chi tiết về giá bán á, thì em xin cập nhật ở trên cái phần tiêu đề, phần mô tả ha. Em cảm ơn các cô chú anh chị mình đã theo dõi video. Em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh ạ.